điện thoại reo kìa, nghe đi. Alo. Dạ. Dạ em biết rồi ạ. Sếp chờ em một tí. Anh. Dậy đi anh. Ôi, bận ngủ rồi dậy. Con chuột. Chuột đâu? Chuột nó ở dưới gầm giường anh. Hả? Ở dưới đây. Nhảy lên giường nhanh lên, không chuột nó cắn. Đấy. Anh sợ chuột không? Sợ sao không sợ, sợ muốn chết luôn á. Vậy thì anh đừng ở trong nhà nữa. Đúng, anh sẽ không ngủ trong phòng này nữa. À, đi đâu đấy, đi đâu đấy, đi đâu đấy? Đi qua phòng mẹ ngủ. Không có chuột thì nhảy lên giường, nhảy lên giường. Phòng mẹ cũng có chuột. Hả? Bây giờ muốn hoàn toàn không có chuột, anh mới ra ngoài đường. Đúng không? Anh cầm cái hồ sơ của em để ở trong phòng làm việc của em. Anh chạy vù một phát tới gặp sếp của em, đưa cho sếp em. Xoay anh quay về ngủ là hết chuột. Trong lúc anh đi em đuổi chuột đi nhá. Ủa mà cái chuyện này tính ra nói đi nói lại á, là công việc này là công việc của em. Vâng. Dạ em bán cái qua cho anh. Vâng. Chuyện ai nấy lo đi, tự nhiên bán cái qua cho anh. Anh là chồng em nhờ một cái thì anh phải giúp chứ. Đang buồn ngủ mà. Em thì đang rất mệt. Anh có còn nhớ ngày xưa lúc đêm tân hôn chúng mình mới cưới nhau, anh đã thề thốt cái gì với em không? Em ơi. Ơi. Anh muốn. Em cũng muốn. Em ơi đừng nói nữa. Anh chỉ muốn. Anh muốn làm điều đó tuyệt nhanh thôi em à. Trước khi làm điều đó anh phải hứa với em. Em muốn gì anh cũng chiều em hết. Cầm tay em đi. Anh hãy hứa với em rằng cả cuộc đời này anh sẽ làm mọi thứ vì em. Em cần gì anh cũng sẽ làm. Em nhờ gì anh cũng sẽ giúp. Và em muốn gì anh cũng sẽ chiều. Hãy hứa đi anh. Anh hứa. Em muốn cái gì anh cũng chiều hết. Chỉ cần anh được làm chuyện đó. Em biết mà. Hãy hứa với em cả đời này anh sẽ làm người hùng của em đi. Anh sẽ là người hùng của em cả đời này. Chúng ta hãy làm chuyện đấy thôi anh ơi. Nhanh lên em ơi. Anh ơi. Nhanh lên. Một. Hai. Ba. Anh nhớ chứ? Đấy. Anh vẫn như một người hùng ở trong trái tim em. Đừng làm em thất vọng. Nhưng mà anh buồn ngủ. Người hùng của em chả bao giờ buồn ngủ cả. Anh hãy giữ lời hứa của mình đi. Cái giường vẫn còn đây. Cái ra giường vẫn còn đây. Mà lời hứa của anh đã cho nó trôi vào dĩ vãng là thế nào? Anh hãy đi đi anh. Hãy cầm hồ sơ đi tới với sếp em. Để cho em không bị mắng. Để cho sếp em không la em và cho em thăng chức. Đi đi anh. Hãy đi đi anh. Em mệt quá. Đi đi anh. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Anh sẽ là người hùng của em. Anh sẽ lấy hết thân mình, lấy hết tốc độ của mình, đi thẳng tới nhà sếp em. Chạy với tốc độ 100 cây số một giờ. Chỉ trong vòng 3 nút nhạc là sẽ có mặt ở nhà sếp em. Được chưa? Được. Nè. Trời, bà cho tôi xem thêm miếng sữa nữa được không? Cà phê sữa đá mà bà pha giống như cà phê đen đá vậy trời. Già lớn rồi uống chi nhiều sữa, tiểu đường chết chứ làm gì. Trời đất ơi. Người ta chết kệ người ta đi. Người ta uống sao làm thay như vậy đi. Thôi uống vậy đi. Trời cái gì mà cũng bớt bớt lại hết trơn. Cỡ này thấy pha nước cái gì cũng bớt bớt bớt. Đó bớt riết rồi kìa. Quán ế nhẹ. Ủa Tú, con đi đâu hả? Bữa nay chủ nhật mà. Vợ con sai con đi đưa hồ sơ cho sếp của cổ. Trời đất ơi, đất ơi. Vợ nó sai đó là sao trời. Sao con làm gì mà con chiều vợ con dữ vậy? Vợ nó sai đó. Đàn con ông... vừa phải thôi chứ. Đàn ông đàn an mà sao nghe lời dữ vậy? Vợ nó sai đó. Nhưng mà con lỡ hứa với vợ. Trời ơi. Trời ơi con. Alo. Anh biết rồi, đừng có hối anh nữa. Nếu sếp có gọi thì cứ nói ba nút nhạc anh đem tới liền ha.
Anh đi sớm về, sớm về giờ. Trời, giờ nó sai nó. Kệ nó đi. Con đi nha mẹ. Bà Lan, bà nghe bà Sáu á, con mèo của bà mà đẻ ra con chó đó bà Lan. Trời đất. Trời ơi, tôi nghe tôi hết hồn luôn á. Mèo mà đẻ ra được chó mới ghê chứ. Chú Hai. Hả? Chú Hai cập nhật thông tin kiểu gì mà tào lao mới lao vậy? Thông tin chính xác là con mèo đẻ ra con heo. Trời đất ơi, con mèo bị lớn mà đẻ ra con heo bị lớn vậy đó hả? Con mèo phải đẻ ra con mèo chứ, con mà lộn xộn quá. Tôi đi đi, lẹ đi. Con đi nha mẹ. Ủa sao tôi nghe rõ ràng là con mèo đẻ ra con chó mà, sao giờ mèo đẻ ra con heo là sao ta? Con... Trời ơi, con... Chú Hai, chú Hai. Gì nữa? Biết lý do tại sao con mèo đẻ ra con heo không? Sao? Tin tức theo con được cập nhật á, là vì ông Tám, ông cho con mèo của ông ăn cái thực phẩm gọi là, có gọi là chất đột biến gen. Cho nên là con mèo đã đẻ ra được con heo. Ồ, đẻ đó hả? Ủa, tôi nghe bà Sáu, nhà bà Sáu mà bây giờ qua tới nhà ông Tám rồi hả? Con chuyện giờ nó đạp tôi rồi, nó lên chức vô địch nhiều chuyện rồi. Thôi đi đi ông ơi. Tại chú nói sai là cũng phải cãi, bực chú thiệt. À, em muốn uống gì? Cho em một ly nước cam. Gì vậy con? Đi đi. Có. À, mẹ à, dạo này mẹ có nếp nhăn, cực khổ quá mà. Tại sao cứ phải ra ngồi đây làm gì cực khổ? Mẹ đi lên trên mẹ nghỉ đi. Đã có con đây rồi, chuyện tiếp khách là chuyện của con, mẹ không cần phải bán. Lên trên làm nghỉ đi. Còn chú nữa. Hả? Hả? Đây làm gì? Đang qua uống nước mà. Qua tâm sự với mẹ con đi. Vô tổng hả? Ừ. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh thật xinh, rất hiền. Không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em cao đầm. Em, nước của em nè. Không ngờ ở cái quán cà phê nhỏ bé như này lại có một anh phục vụ vừa đẹp trai vừa nói chuyện dễ thương như anh vậy đó. Em nghĩ sao vậy? Anh vậy mà em kêu anh phục vụ, anh là chủ quán. Ủa vậy chứ ai phục vụ? Trời ơi, cái ông già vừa lùng kia xấu hồi nãy chứ ai. Điện thoại mãi thôi. Ôi. Alo, dạ thưa sếp ạ. Dạ, chồng em là đang đi ở trên đường đến nhà sếp. Chắc anh ấy bị kẹt xe nên đến hơi muộn. Ôi, chủ nhật cũng đông lắm sếp, người ta đi chơi ý, đông lắm. Dạ, khách hàng không chờ được lâu, khách hàng muốn đi về á. Sếp sếp đợi em tí, để em gọi điện cho chồng em hỏi nhá. Ôi, em đẹp gì mà em đẹp dữ vậy? Anh kỳ quá à, nói lại em ngại quá à. Sao anh không nghe máy đi? Trời, nghe làm gì em? Mấy thằng quỷ bạn của anh nó gọi. Chắc chắn là nó gọi anh đi nhậu. Mà anh nói thiệt em, trên đời này anh ghét nhất là nhậu. Thiệt á hả? Trời ơi, anh là người đàn ông mẫu mực hoàn hảo nhất mà em từng gặp đó nha. Cảm ơn em. Sao lại không bắt máy nhỉ? Sếp đang chờ mà không bắt máy là thế nào? Ơ kìa. Anh ấy vẫn không bắt máy. Hồi nãy anh ấy bảo đi 100 cây. 100 cây hình như là hơi nhanh quá thì phải. 100 cây là chỉ có đường cao tốc mới cho phép đi. Trời ơi, không lẽ vì muốn làm người hùng của mình cho nên anh ấy dáng chạy nhanh. Chết rồi. Anh ơi. Ah.
Sao chị ngồi đây thấy ghê vậy? Chị sao vậy? Lỗi của chị. Chuyện gì? Là chị bảo anh Tú chạy xe nhanh đi ra hồ sơ. Xong rồi anh ấy đi vội quá, anh ấy bị tai nạn rồi em. Bây giờ làm sao? Chị đưa điện thoại đây em gọi thử coi. Chị yên tâm, chị cứ bình tĩnh đi, không có gì hết. Gọi hoài vậy? Kệ đi em, không cần phải nghe. Để em. Ê, đừng. Alo. Đừng có gọi cho anh nữa, anh chết rồi. Anh yên tâm đi, em giải quyết nhanh gọn lẹ lắm, đảm bảo không gọi cho anh lần nữa đâu. Anh sao vậy? Anh không thích em làm như vậy hả? Vậy thôi, tính tiền đi về đi. Em dĩ nhiên là anh thích chứ. Mà nói nghe nè, ly nước này em khỏi tính tiền. Ôi trời, đã coi trời. Chú ơi, chồng con chết rồi, rồi. Sao mày biết? Anh ấy nói điện thoại. Anh gì có eco hoài vậy bà nội? Sao mày biết chồng mày chết? Đây nói. Em nói nào? Con không có nói. Ở trong điện thoại người ta nói á. Không lẽ nó hiện hồn về, nó ngồi bên kia. Đâu đó. Cái này nhiều khi là hồn mà. Gọi gọi hoài khóa máy là khỏi gọi luôn. Bạn anh làm phiền nhiều khi bực mình thiệt. Ten chưa biết tên em. Em tên gì vậy? Trinh là cái tên đẹp. Đẹp lắm luôn. Tại sao anh dám nói dối em là mang hồ sơ đi giao mà anh còn ngồi đây tán gái? Làm gì cái điện thoại này bị mát ra sao? Anh tắt máy mà vẫn còn tiếng. Có, tiếng nói ở đằng sau lưng anh kìa. Mày, 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 mày,